Đúng rồi. Mới đây thì Moody's dự báo dự trữ ngoại hối của Việt Nam không bao gồm vàng thì sẽ phục hồi vào cuối năm nay, đạt mức là 95 tỷ đô la Mỹ. Và phóng viên của VTV Money cũng đã phỏng vấn chuyên gia của tổ chức này về chủ đề. Họ đánh giá Việt Nam đã có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng lại kho dự trữ của mình. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam trong tháng 1 năm nay thì đạt 88,3 tỷ đô la Mỹ theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Tiền đồng đã tăng giá trong thời gian qua, hòa theo xu hướng tăng của các đồng tiền châu Á, khi mà sức mạnh của đồng đô la Mỹ suy yếu, tạo điều kiện để ngân hàng nhà nước mua trên 6 tỷ đô la Mỹ vào dự trữ ngoại hối từ đầu năm cho tới nay. Ngoài ra thì theo chuyên gia của Moody's, một số yếu tố vĩ mô khác như là phục hồi của ngành du lịch cũng hỗ trợ cho việc dự trữ ngoại hối của Việt Nam phục hồi trong năm nay. Mặc dù tổng thể xuất khẩu giảm do sự sụt giảm chung của nhu cầu trên thế giới, nhưng đi kèm với đó cũng là sự thu hẹp nhập khẩu. Bối cảnh này có tác động tích cực giúp tỷ giá ổn định hơn trong thời gian qua, tạo điều kiện để tăng dự trữ ngoại hối. Ngoài ra, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam vẫn tiếp tục ổn định bất chấp những biến động kinh tế vĩ mô bên ngoài.